Trên trang Twitter của Coin98 Wallet, anh em kéo xuống dưới này, chúng ta sẽ thấy một cái Aerob. Đây, 5.000 đô CHR Aerob. Mới đăng được 4 giờ trước nha anh em. Và Aerob lần này chỉ 50 người may mắn được nhận thôi nha anh em. Không phải ai tham gia cũng được nhận đâu. Đây là một Aerob nhân phẩm. 100 đô CHR trên Wallet là 50 người. Mỗi người sẽ được là 100 đô. Nghĩa là tổng giải thưởng này sẽ là 5.000 đô CHR Aerob nha anh em. Thời gian của Aerob này là từ 3 giờ chiều ngày hôm nay, là ngày 12 tháng 6 này anh em. Kết thúc vào ngày 17 tháng 6 nha anh em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm. Nó chỉ có hai yêu cầu thôi. Đầu tiên là anh em sẽ follow Coin98 Wallet, bấm vô này. Hiển thị following giống như mình là được nhá. Đây mình tắt này, unfollow này. Ban đầu nó sẽ hiển thị là chữ follow, anh em bấm vô. Đó, vậy là hoàn thành rồi. Kéo xuống dưới. Tiếp tục. Cái thứ hai là Jomia. Anh em bấm vô follow. Đó, chúng ta quay lại. Về lại cái sự kiện Aerob của chúng ta. Rồi đến bước thứ hai, retweet, like và tag ba người bạn. Rồi chúng ta sẽ sao chép cái phần tag của nó nữa nè. Nếu như anh em sử dụng máy tính thì chúng ta sẽ cần Ctrl C hoặc là chuột phải này, sao chép. Tiếp tục chúng ta sẽ thả tim này. Rồi bấm vô retweet, Wutetweet, tag ba người bạn nhé. Anh em tag ai cũng được. Người bạn follow hay là người follow bạn gì đó. Rồi tag ba người. Sau đó thêm cái phần hashtag của nó vô. Như thế này, chúng ta sẽ bấm tweet. Rồi, vậy là xong cái nhiệm vụ thứ hai ha. Đến bước cuối cùng, drop your QR code of CHR. Nghĩa là chúng ta sẽ gửi một cái hình ảnh QR code, địa chỉ CHR trong Coin98. Nếu như anh em nào mà chưa có tài khoản thì anh em có thể tải ứng dụng Coin98 về anh em tạo tài khoản nha. Tạo bằng số điện thoại Gmail thôi. Nhớ lưu lại các cái từ để backup là được. Để lấy địa chỉ CHR thì anh em bấm vô chữ thêm ví này. Ở đây chúng ta sẽ tìm kiếm CHR. Nó hiển thị ra hai cái địa chỉ là ERC20 và BIP20. Thì chúng ta sẽ copy cái địa chỉ BIP20 nhé. Đó, đây là cái hình ảnh. Nếu như trên điện thoại thì anh em sẽ screenshot, chụp ảnh lại màn hình. Còn nếu như trên máy tính á, mình chỉ anh em cái mẹo này. Anh em có thể bấm là Windows Shift S. Nếu như là Win10 nhé. Chúng ta sẽ, đó, mình sẽ chụp lại cái phần này thôi. Quay lại đây. Sau khi có hình ảnh rồi, chúng ta sẽ bấm bình luận này, dán nó ra. Thì ở đây chúng ta sẽ ghi những cái câu nào nó hay hay một tí đi. Night Project chẳng hạn mình hay ghi này. Rồi, quay lại đây, chúng ta copy lại cái này đi. Ở đây nó chỉ yêu cầu chúng ta comment cái QR code, địa chỉ CHR. Nhưng mà tag ba người bạn, đổi thêm cái hashtag vô cho nó dài cũng được ha. Mình thấy nhiều người comment y chang vậy thì thôi, chúng ta cũng làm y chang đi. Reply này. Vậy là hoàn thành rồi đó anh em. Chúng ta có thể bấm vô cái bài này, kéo xuống dưới sẽ thấy được những comment nhá. Đây. Đây, người khác cũng làm đây. Người ta còn chắc ăn thêm cái địa chỉ ví luôn này anh em. Ok ha, sao cũng được, làm đúng yêu cầu của nó là được rồi. Không nhất thiết phải làm dài dòng. Một chút thông tin về cái đồng CHR này thì hiện tại nó đã được list trên Binance này, Huobi này. Rất là nhiều sàn nha anh em. Nếu như anh em nào mà may mắn nhận được 100 đô này cũng khá là ngon đấy.